Thì quý vị thấy là chúng ta cứ làm như thế cho đến khi nào mà chúng ta có đủ cái số lượng bông hoa mà chúng ta muốn. Chẳng hạn như là Nguyễn Đức Cường đang thích cái bông hoa này. Để cho nó ở bên xéo xéo với cái anh này. Rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta thử drop all và rồi chúng ta sẽ vẽ để mà che bớt đi những cái đường hình vuông mà hồi nãy do copy and paste tạo ra như thế này, những cái đường hình vuông hình chữ nhật, chúng ta làm mờ đi những cái biên giới đó. Tới đây là quý vị cũng có cái idea là chúng ta có thể vẽ một vài bông hoa và chúng ta nhân nó lên, multiply nó lên. Và như vậy chúng ta vừa đỡ mất thì giờ chúng ta có được những bông hoa đẹp, những bông hoa vừa ý. Tới cuối chương trình quý vị sẽ thấy là chúng ta không còn nhận ra được là những cái bông hoa đó là những cái bông hoa mà chúng ta multiply, chúng ta copy nó ra. Để chúng ta trở lại cho thêm những cái bụi cây ở phía xa xa. Bụi cây phía xa xa chúng ta cho cái màu xanh nhạt, pha tí lẫn tí màu vàng, trông cho nó tươi. Nhiều lần nữa chúng ta thấy là chưa có đủ cái số hoa mà chúng ta muốn, chúng ta lại copy and paste nữa. Và dĩ nhiên sẽ có những cái cánh hoa hồng nó rơi xuống đất. Vì thấy là hoa hồng nó rất là mong manh. Khi nó mọc ra được vài ngày, có những cơn gió mạnh sẽ thổi những cánh hoa hồng nó rơi xuống. Rồi, bây giờ chúng ta hãy thử blend lại một tí khúc phần trên, trông cho nó mơ hồ thêm một tí nữa. Giống như là càng về phía xa chúng ta sương mờ buổi sáng nó làm cho cảnh vật nó nhòa đi, nhìn không thấy rõ. Nguyễn Cường đang vẽ cái bầu trời cái đã, rồi sẽ bức tường sau. Đó, chúng ta sẽ có một cái bức tường ở phía bên tay trái. Cái bức tường này chúng ta cho gạch đỏ đi. Chúng ta hãy tô nó bằng màu đỏ đậm. Rồi một chút xíu nữa ta sẽ vẽ những cái viên gạch ở trên cái bức tường này. Rồi chúng ta bây giờ thử vẽ một cái những cái bụi cỏ che bớt đi cái bức tường này xem sao. Bây giờ chúng ta hãy vẽ cái viên gạch cũng giống như là bức tường nó loang lổ, chứ nó không có phải là một cái bức tường mà xây mới tinh. Rồi có những viên nó lại đậm hơn. Rồi chúng ta lại vẽ những cái đường xi măng của mà nó chát vôi
nó chát vào những cái viên gạch này. Rồi những cái đường xi măng đó đôi khi nó lại đậm, chứ không phải lúc nào nó cũng mang cái màu nhạt, màu trắng như vậy. Quý vị thấy là chúng ta đã vẽ gần xong được cái bức tường mà ở phía sau nhà đó. Thì cạnh của những bức tường này nó cũng có chỗ lồi ra lõm vào. Đại khái nó lồi ra lõm vào như thế. Rồi, thì bây giờ chúng ta vẽ thêm cái một tí cái hàng rào ở phía đằng sau của cái khóm hoa hồng. Cái hàng rào này chúng ta thử vẽ cái hàng rào này theo cái kiểu mà từng khúc cây như thế. Mình chỉ vẽ để cho người xem người ta có cái cảm giác là có một cái hàng rào như vậy thôi. Chứ chúng ta không cần là phải vẽ tỉ mỉ chi tiết cái hàng rào. Bởi vì cái hàng rào này chỉ là một cái vật phụ. Và chúng ta dùng cái blending brush để chúng ta trộn những cái nét của cái hàng rào này lại. Dùng cái blender một lần nữa để mà blend cái bầu trời. Càng ở phía xa thì những cái vật thể nó càng mờ đi. Quý vị thấy là không có cái gì mà chúng ta cần phải vẽ rõ ở phía xa hết. Rồi, bây giờ chúng ta dùng cái airbrush và cái gì nữa, và cái tiny spattery. Mình spatter tức là mình phun những cái cọng cây, hoa, lá, cỏ gần về phía chúng ta như thế này. Và quay lại cái airbrush thông thường, chúng ta cho một vài những cọng cỏ. Và những cái cọng khác màu nhạt hơn. Bây giờ chúng ta hãy quay lại cái hàng rào cho nó thêm một tí bóng. Và nếu mà chúng ta còn một tí thì giờ chúng ta cho một cái cửa sổ của cái căn nhà này. Đó, để cho nó ra vẻ căn nhà có người ở, có cửa sổ, cái bức tường. Nếu bức tường vẽ không trông nó rất là trơ trọi. Chúng ta vẽ thêm một vài cái cọng cỏ ở phía dưới chân của cái tường. Và vẽ xong như thế là kể như bức tranh cũng gần hoàn tất.
Đó, thì cái bức tranh mà khu vườn bình yên, thực ra thì nó không phải là một khu vườn, nó là một cái góc vườn thôi. Thì chúng ta thường trồng những cái bụi hoa hồng ở gần cái chân tường. Chúng ta cắm một vài cái hàng rào, thực ra nó là cái cọc để cho thứ nhất là nó che chở cho cái bông hoa hồng nó khỏi bị gió. Thứ hai là cái bông hoa hồng nó có chỗ nó tựa, có chỗ nó leo. Chúng ta nhìn thấy mấy cái cọc bằng gỗ ở bên cạnh cái bụi hoa hồng. Thì Nguyễn Đức Cường đã dùng cái phương pháp là copy and paste để chúng ta vẽ được rất là nhiều hoa hồng ở trong một thời gian khá ngắn. Cái bức tranh góc vườn yên tĩnh với những bụi hoa hồng trong bức tranh của chúng ta đến đây đã hoàn thành. Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường xin được tạm dừng nơi đây. Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Quốc Văn và VN Media Corporation xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt. Xin hẹn quý vị khán thính giả của đài BYN trong chương trình kỳ tới.